Hội nghị khoa học lần thứ tư do Hội Lọc máu Việt Nam vừa tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề biến chứng tim mạch trong lọc máu, những thách thức trong chẩn đoán và điều trị. Các biến chứng tim mạch trong lọc máu không chỉ làm giảm chất lượng cuộc sống mà còn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và gia tăng tỷ lệ nhập viện ở người bệnh lọc máu chu kỳ. Hơn nữa, nguyên nhân dẫn đến biến chứng tim mạch trong lọc máu rất đa dạng, điều trị khó khăn. Đây là một thách thức cho chuyên ngành. Vì vậy, việc dự phòng và phát hiện sớm để can thiệp kịp thời là yếu tố cực kỳ quan trọng. Hội Lọc máu Việt Nam được thành lập từ năm 2020, hàng năm đều tổ chức các hội nghị khoa học thường niên trên tinh thần hợp tác hữu nghị và là nơi chia sẻ nhiều kinh nghiệm, kiến thức và bài học quý báu trong chuyên ngành lọc máu. Tại hội nghị lần thứ tư này, với sự tham dự của gần 1.000 đại biểu, chuyên gia hàng đầu về lọc máu ở Việt Nam và quốc tế, các phiên thảo luận tập trung vào việc chia sẻ kinh nghiệm, các nghiên cứu mới về liệu pháp lọc máu, các phương pháp tiếp cận điều trị cải tiến, cũng như những xu hướng trong nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng. Từ đó mở ra hướng đi mới trong việc chăm sóc, giảm thiểu các biến chứng tim mạch và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.